Út Nguyễn chào mọi người. Hôm nay ngày 7 tháng 9, mình có một số cây khai thác núi rừng. Cây mini sống khỏe giao lưu đến mọi người. Đầu tiên là cây trắc dây mã S1. Cây mình đã đi một nước dây, tay cành thì đã ăn dây. Những cái này thì mọi người có thể tháo được dây. Cây chân rễ quái. Cái này có chiều cao là 40. Cây trắc dây là dòng cây gỗ quý hiếm. Cây mã S1, giá giao lưu là 450 bao ship. Cây chân rễ quái, hoành thân này tầm 12, chiều cao 40. Tay cành đã nuôi to và đã ăn dây. Cây rất là hay, giá 450 mình bao ship. Cây trắc mã S1. Tiếp theo là cây sơn trà mã S2. Cây này cũng giao lưu mọi người là 450 bao ship. Cây rừng trên thân, rừng soi bóng. Ý nghĩa của cây rừng soi bóng là cây sẽ phản bóng xuống mặt nước. Cây ý nghĩa rất là hay. Chiều ngang là 50. Cây sơn trà mã S2, giá 450 mình bao ship. Một cây dán rừng trên thân soi bóng. Hoành thân này thì tầm 16. Cây S2. Dòng sơn trà thì lá cũng rất là đẹp, kích thước lá bé. Cái này thì mọi người nuôi càng già thì kích thước lá sẽ càng bé. Cây S2 giá 450 mình bao ship. Trắc dây mã S3. Cây cốt rất là to. Phần này là phần lũa tự nhiên, lũa chưa động chạm đến máy móc. Mọi người về đánh lũa ra chơi. Cây có chiều cao là 50. Cây trắc dây, cây cốt to. Hoành thân thì tầm 45. Cái này mình giao lưu mọi người là 500 bao ship. Giá rất là mềm, một cây trắc lũa rin. Giá 500 mình bao ship. Cây có chiều cao là 50. Cây trắc dây mã S3. Tiếp tục là cây sơn trà mã S4. Cây này có chiều cao là 45. Cây dáng rất là hay. Hoành thân tại vị trí là 26. Chiều cao 45. Cây đã đi một nước dây. Cây này mình giao lưu mọi người là 500 bao ship. Cây cốt quái. Hoành thân 26, chiều cao 45. Giá 500 bao ship. Tiếp theo là lô sơn trà mã S5, lô 2 cây. Giá cả lô 2 cây là 450 bao ship. Hai cây này đều có chiều cao là 35. Hai cây đều đã đi một nước dây. Cây này rễ cũng rất là đều. Cây hai thân quái. Giá cả lô 2 cây là 450 bao ship. Lô 2 cây sơn trà mã S5, chiều cao 35. Cái này mọi người về thay chậu và tiếp tục nuôi thêm. Nuôi thời gian cây ấm tàn thì rất là đẹp. Cây là có dáng thế sẵn. Dòng sơn trà thì tay cành nuôi cũng rất là nhanh. Lô 2 cây chiều xuân mã S6. Chiều xuân là dòng cây hoa nở rất là thơm, hoa có màu trắng sữa. Và ngoài ra công dụng của cây chiều xuân có thể chữa được nhiều bệnh. Mọi người tra khảo trên Google, cây này cao 30 và cây này cao 35. Giá cả lô 2 cây là 300, mình ba ship.
Lô 2 cây Triều Sơn, giá trị 300, mình bao ship. Cây củ đế rất là to. Cây này mini, nhưng củ đế nở. Giá cả lô 2 cây là 300, mình bao ship. Lô 2 cây Hải Châu, mã S7. Hai cây đều là Hải Châu lá nhỏ sông cầu. Dòng lá xanh mướt, xanh sáng, lá rất là đẹp. Cây này cao 20 và cây này cao 40. Giá cả lô 2 cây là 450, mình bao ship. Giá mềm cho mọi người sưu tầm. Lô S7, giá chỉ 450, mình bao ship. Lô 2 cây Hải Châu. Cụm rừng lùng lực và một cụm ba thân, chiều cao 40. Giá 450, mình bao ship. Cây bạch sơn liễu mã S8. Cây cúc mini, cây củ đế nở. Chiều cao 25. Bạch sơn liễu dòng hoa nở chùm, vòi hoa dài hơn 10 cm. Hoa cái màu trắng sữa. Mỗi năm thì cây bạch sơn liễu sẽ cho đến 2 mùa hoa. Mùa chính là mùa hè. Và dịp Tết thì cây vẫn có thể cho hoa. Cây này mình giao lưu một người là 280, bao ship. Cây bạch sơn liễu. Chúc anh thì đã nuôi to, mình vừa giọt lại một nước. Cây bạch sơn liễu mã S8, giá 280, bao ship. Cây Triều Xuân mã S9, cây này có chiều cao là 65. Triều Xuân có dòng hoa nở rất là thơm, hoa màu trắng sữa. Hoành là thân này tầm 14. Chiều cao là 65. Cây Triều Xuân mình giao lưu mọi người là 450, bao ship. Cây Triều Xuân mã S9, giá 450, bao ship. Cây cuối cùng trong clip là cây Linh Sam mã S10. Cây này là cây Linh Sam rừng, cây Linh Sam An Hải. Dòng cây có hoa màu tím hồng, chiều cao 50, tán ngang là 40. Cây rất là quái. Cây Linh Sam rừng An Hải, cây rin. Giá 450, bao ship. Cây đã nuôi rất là già. Kích thước thân thì mọi người so sánh ngón tay của mình. Cây này là cây cuối cùng trong clip. Mọi người chốt thì liên hệ số điện thoại phía góc màn hình. Đây là số Zalo của mình.